Chào tất cả các anh em, hôm nay mình đi câu cá rô với cá thác lát ở ngoài sông nha anh em. Ở đây là sông Đá Bạc nha anh em. Sông này là sông Đá Bạc nha anh em. Đây nghe nói cá thác lát với cá rô nhiều lắm nè. Hôm nay mình vô thử. Rồi, giờ mình bắt đầu câu nha anh em. Số 2 mà nó cứng cái này chà lôi gãy chà. Còn tính cá rô khủng nữa nè, đã phá cá rô. Tưởng nó xảy ra nhà dính cá rô nó quấn vô cây chọc áo lửa luôn. Dây này chắc ghê quá à. Dây này là dây bể màu số 2 các bạn. Nè, rô khủng luôn. Bắt biết cá rô. Nãy mới xảy cá vô bự lắm nha mà. Vô là tự nhiên cái tới khúc đó cái máy quay phim. Máy quay phim nó bị hết pin. Đang khúc hấp dẫn mà nó bị hết pin. Biết ý. Lòi chữ quá. Lâu rồi sao mày vô bự rồi coi. Biết tiếng mày rồi. Con này cũng khá được nha mà. Ok. Ăn gì đâu mà vui. Thật lát thật. Trời ơi trời. Trời ơi là trời. Cái nhỏ rồi đó. Bị dính nhanh nhánh mà. Dương chán trà chứ nó quặn quặn chứ. Cát nhỏ ở dưới là. Trời ơi là trời. Ôi, lên cá khủng luôn. Ô, phá tài. Cá đọt à. Rút rút rút. Bóc lên cá gồ quá trời bự luôn rồi nè. Dướng bụi trà. Bằng tay luôn thấy không? Ghê không? Vô vỏ. Gô khủng, gô khủng. Chậm chậm. Chậm chậm nó mới được. Lên hang em gô khủng. Em ăn thấy không? Ồ. Sạch lè luôn thấy không? Im không? Ngon nha các bạn. Đây đi câu ở với Đá Bạc nha các bạn. Câu cá sông. Đây mình rảnh đi câu cá sông nha các bạn. Con này cũng ok. Này ghê nha các bạn. Từ từ cháu nó mới nhừ, mình cứ từ từ mà chơi. Không gấp. Ở đây cái lượng cá thác lát không bằng phía bên kia. Không bằng nhiều. Nó. Im quá, im quá. Trời ra. Im. Gô, gô. Gô luôn. Gô nhí luôn. Cũng được.
Đó. Dạ. Đéo. Kém hả? Ông hàng bữa nay đi chơi. Đó, đó, đó. Đi 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 mau mau xuống, mau 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 thắt lát thắt lát thắt lát thắt lát thắt lát thắt lát thêm một con thắt lát nữa. Im im. Lên hàng được em thắt lát khủng nha mọi người. Ô đảo nha mọi người. Quá im luôn. Ok luôn nha mọi người. Thấy cái gô nó đang ngục. Cái gô ụt trong đó em không dám thả vô đó. Nhìn nó khủng hoảng rồi đó. Lôi đóng trà lên luôn bây giờ nè. Sáng giờ cái cọng nhợ nó lôi biết nhiêu đống trà đó. Con thủ không có đem đồ thục. Phải đem đồ thục, sáng giờ thục kia là im luôn. Đủ mẹ, cắn cái nhã luôn vậy. Cái chim này có cái cạn cái sâu nha. Ý, gô khủng, gô khủng. Chậm chậm. Chậm nó mới được. Lên hang em gô khủng. À. Im. Vô nhỏ. Vô nhỏ. Dứt để ngồi nó nhả. Dứt đi ngồi nhả. Cá lóc đó. U cá gô khủng. Wow. Gô khủng luôn. Ốc lên gô khủng luôn nha. Quá trời cái bàn tay luôn. Bự hơn bàn tay luôn á. Để câu con khác. Con này bằng bàn tay à. Ở chỗ đống trà đó có một con cả. Nếu mà dính nó dám bự hơn con hôm qua luôn ốc. Nó làm cái ủng ủng gì đó. Vừa nói, vừa nói, vừa nói. Đừng nói nhả nha. Kỳ lắm ạ. À. Bậy lắm ạ. À. Cũng được. Gô này cũng khá. Cũng khá bự. Cũng khá ngang. Nó cưng nó chậm chậm. Nó muốn ăn mà nó không ăn. Nó đang chậm. Kìa, có kìa, có kìa, có kìa, có kìa, có kìa. 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 Không lẽ không giật. Cái này không lẽ không giật. Cắn cái này không giật sao được. Vô thùng. Quay gì hả thắt lát. Mày hả thắt lát. Lên tìm em thắt lát. Mèo. Lát này mèo chứ không được cọp. Gô luôn. Gô luôn. Đu. Đu. Đu luôn nãy giờ nó ăn mồi nó. Hay quá, hay quá. Ê, coi chừng, coi chừng, coi chừng, coi chừng. Rồi, nè, nè, quay mặt lại, giá lên coi.
Câu xong rồi giục về xong bắt lại luôn. Cọp tính ra câu hay nhất cái gô là cọp tài tình luôn á. Rồi đi cả ba. Không biết câu thôi chứ nhà tập luyện luôn năm hết trơn rồi. Ở nhà tu quá trời tu luôn hả? Tu có biển nè, tu có sông nè, tu vô nè, khuy nè, lóc nè, cái lóc đặc biệt là tu biển. Đấy nè. Câu đó nữa nè. Cá nhỏ nó nè, cá rô biển. Lên hàng cá rô biển luôn, giống như thịt như cá mà. Cá rô biển này cũng ngon lắm ạ. Hôm qua chiên về mấy đứa nhỏ nó phái chiên giòn giòn đó, đủ. Chiên giòn giòn mê. Trời ơi. Ủ ngâm nó dữ lắm luôn rồi đó chứ. Nó bắt được mồi đó. Nữa, nữa, nữa. Mày hả bưởi. Ui nữa, nữa cần này nữa. Dạ. Mày hả bưởi. Đến cho mày một vé luôn. À. Dế là cá ơi, dế là cá ơi. Nữa nha, vô luôn nha. Rồi chiều nay trúng luôn. Vô mùa luôn anh em ơi. Vô mùa cá rô luôn. Rô thắt lát giờ này là vô hết.
trúng hết. Cá này không biết cá gì. Ui 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 đu vô bầy cắt lát luôn. Tụng thiệt nó chưa lên mồi. Còn một con chiếu. Nó ngậm nó nuốt muốn nuốt nãy giờ đó. Đâu 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 đâu. Ý, gỗ bự luôn, gỗ khủng luôn. Tới giờ luôn rồi. Tới giờ lên hàng khủng luôn em ơi. Quá khủng luôn. Bằng tay xè luôn nè. Tanh mồi đó. Gô khủng, gô khủng. Lấy lại những gì đó hết. Hóa làm biến về bến của ông rồi. Đây cục chứng kiến gãy nữa. Đù, gô bự quá nè. Vũ cái đó. Ừ, cái gô quá khủng. Chành luôn nè. Ok luôn. Dưới non mới sao nó có sữa. Nó có sữa cầu nó. Ui, đủ má trời ơi trời. Còn. Hên. Nó gịch cái nó dính luôn. Hên, hàng khủng, hàng khủng. Wow. Này trúng rồi. Này trúng mánh rồi. Này vô mánh rồi. Giờ trời cũng đã tối rồi, video mình kết thúc đây rồi nha anh em. Hẹn gặp lại các anh em vào cái video sau nha. Anh em đừng quên đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nha anh em. Cảm ơn anh em rất là nhiều.